Bây giờ tới chùa rồi, đồng đạo của mình tới vô chùa Bình Phước thì ăn đám giỗ. Đây là người ta trồng ổi đó các bạn, trồng ổi rất là nhiều luôn. Các bạn thấy không? Bạc ngàn luôn. Ở trong kia là cái ngôi chùa ở trong kia. Đừng đi vô chùa, con quay phim. Quay phim mà quay lưng không hả? Vậy quay phim lên trước chứ. Sao quay lưng không hả? Lên trước quay đi. Đây là đường vô chùa nha các bạn, cái ngôi chùa trong kia. Con quay con lấy cảnh. Thanh Long, Thanh Long quá chừng luôn. Ồ, lần đầu tiên mình thấy luôn á các bạn ơi. Đây là thực tế nha, thực tế nè, Thanh Long có trái nè. Thanh Long quá nhiều. Bên đây là đồng ruộng. Trời ơi, lâu về quê quá, thấy chạnh lòng quá. Mình bỏ xứ mình đi. Dạ, yên bình, nhưng mà quê người ta đẹp. Con đi về tới quê con còn đứng ở ngoài Gò Mã không à, con dòm vô. Thạnh nhưng mà có sự cố cuộc đời cô ơi, không có về được. Có về đó. Đó, cảnh đây, một bên đó thì đồng ruộng nha các bạn, còn bên thì Thanh Long nè, đó. Mình quay Thanh Long cho các bạn coi nha. Đây là đặc sản của Tân Trụ nè. Thôi sư cô này là trụ trì của chùa nè các bạn, mà mình thân thiện gần gũi lắm, mình không có xưng thầy được. Bữa nay thầy dẫn mình về chùa ăn đám giỗ. Các bạn thấy không? Nè, cận cảnh của Thanh Long nè. Đó, cận cảnh trái Thanh Long nha. Đó, phái đoàn bây giờ đi về chùa ăn giỗ đó các bạn. Bạn thấy cái cảnh quê yên bình quá. Rất là yên bình luôn. Bữa nay mình xúc chùa. Đó, cái ngôi chùa đó các bạn. Ở chùa đây, sư cô trụ trì nè, từ chùa Bình dẫn Phật tử về chùa Bình Phước.